bam bam focus. Bam bam focus, kẹo bông vui học. Họa sĩ siêu xịn. Chữ L. Con xem L hóa là gì đây? Thêm một nét, có đôi cánh. Là đầu, là râu. Sáu chân nữa. Màu đỏ, màu vàng. À, nhân vật chính xuất hiện. L, Lady Bird. Cánh trang. M. Một nét, hai nét, ba nét, bốn nét. Vẽ cái đầu, thêm cái mỏ. À, kia là đôi cánh. Đuôi nữa. Không có đuôi là không xong. Việc là phải mau nè. Đỏ nè, xanh nè, vàng nè. Tô hết lên. Em, mà khổ. Vẹt đuôi dài. Và cuối cùng là màn biến hình của chữ N. Hình như là cái đầu. Đó là sừng. Lại còn có một cái đuôi nữa. Tò màu ấy. Tô ít màu nữa nha. À, em nào ạ. Kỳ lân biển. Các bạn nhớ đăng ký trên kênh Bum Bum Focus để xem những đoạn phim hiện hay của bạn mình nha.